Xin kính chào tất cả các bạn khán giả đang thong thả xem chiếc video ngày hôm nay của Camaro đây. Bạn thân mến, nhà mình ba đời ngồi nhà nhìn ra thế giới, còn đến đời mình ấy thì chỉ cần có internet thì ngồi đâu cũng nhìn được luôn. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, nhân danh một cán bộ gương mẫu của Camaro đây, mình sẽ đảm bảo đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái điều bất ngờ. Trong video này thì mình sẽ bế những sinh vật cực kỳ là bí hiểm, lạ kỳ lên cho các bạn chiêm ngưỡng. Đảm bảo trong số những sinh vật này thì bạn chưa bao giờ nhìn thấy hay là nghĩ chúng thực sự là tồn tại luôn. Và cụ thể như thế nào? Ngay bây giờ, một video rất chi là độc đáo xin phép được bắt đầu. Giải mã về những sinh vật bí ẩn và kỳ lạ nhất trên thế giới. Xác quái vật biển khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Anh. Nói các bạn lại bảo ngoa chứ mà. Đây, thử bạn thử nhìn cái này, hình ảnh này đi, xem nó là cái gì đây. Trông nó có khác gì cái thứ dị dạng khổng lồ nằm phơi bụng ra bờ biển đâu. Đã thế lại còn cao đến gần chục mét với lại nặng đến vài chục nghìn cân ấy. Tức là gần cả cái xe buýt 2 tầng. Nào và chúng ta hãy thử nghe ý kiến của các bác bản địa xem sao nhé. Theo tờ báo địa phương Daily Star, xác sinh vật này trôi dạt vào bờ biển Anh năm 2017 và nó có thể là xác của một con cá voi baleen, nhưng nó trông lạ lắm các bạn ạ. Ban đầu khi mới phát hiện ra họ cũng hoang mang lắm, chạy đi báo cáo cho chính quyền địa phương ngay và luôn. Tuy nhiên các bác chính quyền lại bảo, các chú cứ để nguyên hiện trường cho anh, vì giờ thế giới này toàn cú lừa thôi ý. Từ từ rồi đội kính cận lắm chữ vào cuộc nghiên cứu xem thế nào và cho đến nay họ vẫn mất dạng mà vẫn chưa có kết luận chính xác sinh vật kia từ đâu bước đến nơi đây nhẹ nhàng như mây. Đấy, chỉ mới là sinh vật giống cá voi thôi đấy nhá. Thế mà nhiều bạn đã sợ hú hồn rồi, còn cái con vật tiếp theo đây có khi anh em chạy rẽ đất rẽ cát mất luôn ấy. Quái vật Cthulhu, đứa nào hú hét cái gì mà ghê thế nhở? Muốn lên sóng thì cứ bảo một câu làm gì mà căng. Nào, xin mời anh em dẹp ra cho em nó lên sóng. Ngày xưa đã xưa lắm rồi. Đây là lần đầu tiên người dân bản địa tại thành phố cảng Australia chứng kiến cái hiện tượng mờ mịt đến thế, xương bao phủ dày đặc đến nỗi không rõ mặt người. Tuy nhiên, cái điều bí ẩn hơn cả chính là trong giây phút tăm tối ấy, một người đàn ông giấu tên đã quay lại được cảnh tượng xuất hiện của một thực thể khổng lồ cùng những tiếng gào thét ghê rợn. Theo những anh hùng cào phim Úc, thực thể này giống như quái vật cổ đại Cthulhu trong truyền thuyết bản địa. Không ai giải thích nổi hiện tượng này là gì. Tuy nhiên, nhiều người cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm. Sinh vật này khá giống với thủy quái Na Uy Kraken. Khiếp thôi, ban đầu thấy tiếng hú hét lại cứ tưởng quái vật đầu loa. Thế mà thế nào nó lại khoác lên mình hình dáng của quái vật Kraken các bạn nhỉ? Thế túm cái váy lại, là nó quái vật phương nào? Theo các bạn, hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ngay dưới phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với sinh vật kỳ quái tiếp theo thôi. Sinh vật ngoài hành tinh. Đây nha các bạn nhìn đây này. Một thực thể với ngoại hình kỳ dị đang di chuyển trong nước, được một caravan thám hiểm đại dương phát hiện ra ở độ sâu 1.200m. Sâu ối rồi ôi luôn. Và đố bạn biết con gì tồn tại được ở cái độ sâu này đây? Còn với tầm hiểu biết sâu rộng của 500 anh em chuyên ngồi nhà nhìn ra thế giới, họ nhận định thực thể này y hệt như một sinh vật ngoài hành tinh mà chúng ta thường thấy trên các bộ phim giả tưởng. Vậy là chẳng ai bảo ai, họ quyết định gọi ngay người bạn dưới nước ấy bằng cái tên cực kỳ là thân thương. Đấy chính là sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên, sau một hồi ngâm cứu, các nhà khoa học đã đưa ra nhận định sinh vật đen huyền bí này có thể là loài mực ma cà rồng, một con sứa tổ ong sống dưới đáy biển. Kể ra thì nhìn lại cũng thấy khá là giống mực ma cà rồng thật. Thế thì bọn này tự nhiên từ đứa không ai biết đến giờ lại nổi hơn cồn. Và tiện đây nhân danh một admin mà không phải tuổi teen thì mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn một chút về loài mực hiếm có khó tìm này. Dù có tên là mực ma cà rồng nhưng nó không dám chổng mông vào dòng họ. Chúng không hề hút máu, thay vào đó thức ăn của chúng chính là marine snow hay còn gọi là tuyết biển. Thế nhưng, để dễ hiểu hơn thì đó chính là mùn bã hữu cơ của xác chết, các chất thải được lắng xuống đáy biển. Quái vật tua rua trong truyền thuyết. Tại độ sâu 1.200m ở vùng biển Angola thuộc Đại Tây Dương, các nhà nghiên cứu đã sửng sốt khi phát hiện ra một loài sinh vật kỳ lạ trông y chang như là quái vật tua rua trong truyền thuyết bản địa nơi đây. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái con quái vật tua rua trong truyền thuyết nó như thế này. Đây không phải họ nhà tao, trông nó lạ lắm đấy nhá. Thế không nhận họ hàng à? Thế được rồi, để mình hỏi các nhà bác học xem sao nhá. Theo các nhà hải dương học tại Southampton của Anh, loài sinh vật này có cái tên dài như trên hình. Chúng là một trong những phân loài của nhóm sinh vật Siphonophores. Nói qua một chút về sinh vật này, Siphonophores thì trông giống sứa, nhưng chúng lại thuộc nhóm động vật lai tạp giữa san hô, sứa biển và là một trong những loài dài nhất trên thế giới, tức là khoảng 50m. Siphonophores mang một vẻ đẹp lạ lùng, nó được ví như những bông hoa của đại dương. Loài sinh vật này có thân hình dài, mỏng, có loài trong suốt, sống ở các vùng nước sâu dưới đáy biển và cư trú nhiều nhất ở vùng biển thuộc Bồ Đào Nha. Và một điểm đặc biệt ở Siphonophores khiến cả thế giới khoa học đau đầu,
đó chính là chúng rốt cuộc là một hay là nhiều sinh vật. Bởi lẽ những con này không phải là một sinh vật đơn độc, mà là một quần thể tập hợp chung của nhiều cá thể nhỏ, gọi là UIS. Mỗi UIS đều có một sứ mệnh riêng, như là tự vệ, sinh sản, ăn, góp phần vào cả quần thể, nhưng phải dựa vào nhau để tồn tại, cùng nhau thực hiện chức năng sinh tồn. Ra là vậy, cứ tưởng quái vật ngoài đời thực hú cái hồn. Và sinh vật tiếp theo đây cũng được mệnh danh là quái vật biển đấy các bạn nhé. Quái vật biển. Xác của sinh vật khổng lồ này đã trôi dạt vào bờ biển nước Mỹ và khiến cho nhiều người dân địa phương phải hoang mang vì không thể xác định được chính xác nó là cái thứ gì. Quan sát vẻ bề ngoài của nó thì rất nhiều ý kiến cho rằng đây đích thị là một loài cá mập bí hiểm sống gần nước dưới đáy đại dương. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít người cho rằng đây chính là loài rồng biển nổi tiếng trong truyền thuyết vì trong nó có nhiều râu quanh cổ thế kia cơ mà. Và công nhận nhìn cái sinh vật lạ này lạ hoắc lạ huơ thật đấy. Gọi cá thì không phải mà gọi rồng cũng chẳng xong. Túm cái váy lại thì theo các bạn nó rốt cuộc là thuộc dòng giống nhà ai nhở? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé. Thủy quái khổng lồ. Tại một khu rừng ngập mặn ở biển của Indonesia, người dân đã hoảng hốt khi phát hiện ra một con vật to lớn trôi dạt vào bờ. Sinh vật này ước tính dài khoảng 15 mét và nặng hơn 35 tấn. Khiếp chưa nhở? To gấp rưỡi quái vật ở Anh kia còn gì. Thế nhưng mà chưa hết đâu các bạn nhé. Cái điều ghê rợn hơn cả chính là xung quanh thi thể này còn có một vũng máu đỏ tươi. Ôi dồi ôi, đúng là khiếp hồn. Mình đọc mà dựng hết cả lông mép lên thế này thì không biết những người mắt thấy tai nghe sẽ như thế nào nhở. Nhiều người còn cho rằng đây chính là xác của một con cá nhà táng hoặc là một con mực khổng lồ. Nhưng mình thì không tin lắm. Vậy còn các bạn thì sao? Bạn nghĩ nó là cái sinh vật gì? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới nhá. Cá mập Megalodon sơ sinh. Vâng, như trong video bạn có thể nhìn thấy một chiếc cá mập tưởng chừng như rất bình thường. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế. Rất nhiều chuyên gia đã nhận định rằng đó là một con Megalodon sơ sinh. Megalodon là cái con quái gì nhở? Vâng, thưa các bạn, nó là một loài cá mập khổng lồ sống từ thời cổ đại và được cho rằng đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Dĩ nhiên, hình ảnh của con cá trong video rất gần với mô tả về một con Megalodon, nhưng chỉ có điều là kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Từ đó có nhiều ý kiến suy luận cho rằng nó thực chất là một con cá mập khổng lồ sơ sinh. Lại nói về loài cá Megalodon này, từ ngày xưa đã xưa lắm rồi, người ta chỉ biết đến loài cá mập này chủ yếu trong hồ sơ hóa thạch bởi những chiếc răng khổng lồ tồn tại hàng triệu năm, rất lâu sau khi bộ xương sụn của nó phân hủy thành hư không. Chính từ những chiếc răng khổng lồ to bằng bàn tay của bạn, các nhà khoa học ước tính được kích thước của con quái vật này cực khủng, với chiếc hàm mà bạn có thể dễ dàng đứng bên trong mà vẫn còn chỗ trống. Ui da, răng lợi thế này thì còn to hơn cả khủng long à. Nhỡ mà cái con baby shark kia lại là Megalodon có thật ấy thì đúng là tới câu chuyện luôn đấy các bạn nhở. Sinh vật không xác định. Vẫn biết dưới đại dương mênh mông rộng lớn kia luôn ẩn chứa những điều bí ẩn. Thế nhưng khi gặp sinh vật này, người ta vẫn không khỏi sốc và nổi da gà vì nó. Con thủy quái này được phát hiện ở độ sâu 1.500m tại vùng vịnh Mexico. Trông nó khá mỏng manh, yếu đuối và mềm mại như tấm lụa đào phất phơ ngoài chợ, thích vào tay ai thì vào nhưng mà không. Khi các nhà nghiên cứu vào cuộc xác định, nó lại là một sinh vật biển lạ kỳ. Cụ thể thì họ cho rằng đây là một con sứa có chiều dài lên đến 2m. Nhưng sứa gì thì họ lại không nói và cho đến bây giờ, sinh vật này vẫn là một dấu hỏi chấm lớn to đùng luôn. Không biết là thần sứa nơi nào hay là mà ẩn giật thế các bạn nhở? Sứa Tây, sứa ta, sứa nội, sứa ngoại còn không lọt khỏi mắt thần của các nhà khoa học mà bọn này lại siêu phàm thế không biết. Vậy sau tất cả những sinh vật này, bạn thấy loài nào là đáng sợ nhất? Nhanh tay bình chọn ngay xuống phía bên dưới về sinh vật bạn cảm thấy bị ám ảnh nhất các bạn nha. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục mà rất nhiều bạn đang hí hửng háo hức hóng hớt nào. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục bạn hỏi khám phá đó đây trả lời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video. 10 bí ẩn kinh hoàng mà con người phát hiện và giải mã ở Thái Lan. Bình luận của bạn Oanh Trần, con người hơn ở loài động vật cấp thấp là nhờ sức tưởng tượng. Không em ạ, nói đúng hơn phải là con người hơn động vật ở trí thông minh em nhé. Bình luận của Hiền Nguyễn, em xem chị suốt 2 năm trời rồi mà chưa được lên TV lần nào cả chị ạ. Em ơi, thế thì em đã xem chị từ những ngày đầu tiên rồi đúng không? Từ những cái thời mà còn chị mới bắt đầu làm ấy. Ừ, được rồi, ok em luôn, bế em lên TV luôn đây này, vừa lòng em chưa nhí. Và nhớ tiếp tục ủng hộ chị tiếp em nhé. Trần Thị Kim Phụng, trời ơi đó giờ em nghĩ nàng tiên cá đẹp lắm chứ ai ngờ xấu ơi là xấu luôn chị ạ. Em ạ, nàng tiên cá chỉ đẹp trong cổ tích thôi chứ còn gặp ngoài đời thì đúng là hú cái hồn còn luôn. Bình luận của Sense Virus 504 à, tưởng là chỉ có xương khổng long thôi. Có rất nhiều thứ chứ em ơi, chỉ là chúng ta chưa khám phá ra hết thôi chứ còn đúng là có nhiều thứ kỳ lạ và bí ẩn lắm. Bình luận của Võ Thiên Phúc, bán cho em một cân muối đi chị mặn thật đấy. Em ạ, xung quanh chị bây giờ toàn là muối thế em mua nhiều hơn đi chị bán xỉ cho chứ một cân này không bỏ ship em ạ.